Hello cả nhà yêu. Hôm em đang lại cải thiện món ăn này. Em đố mọi người biết con này là con gì? Đố mọi người biết con này là con gì? Bốn chân đấy. Còn đây là món Pia làng Pia. Hôm nay lại đổi gió, được khách VTV3 mời ăn Pia dê các bạn ạ. Rất là ngon. Mình ăn thử nha, mời các bạn yêu. Em đố cả nhà biết con này con gì. Con này bị phang một lửa rồi cả nhà. Con lửa dưới 2/3 dưới thôi. Em đố cả nhà biết con này là con gì. Món này thì không nói rồi. Ẩu ụ này thì không nói rồi. Ngó mùi trong miền Nam nó gọi là ngỏ cái gì. Ngó gì nhỉ. Trong miền Nam gọi là ngó mục ngó. Trên này gọi là mùi tàu. Các bạn ạ, dân Bắc gọi là mùi tàu. Bịa dê thì mọi người thông dụng rồi. Đố mọi người con này. Con này nó kêu chích 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 chích. Nó chui trong lỗ các bạn. Mọi người bắt đêm ấy. Em giới thiệu với mọi người là hôm nay bọn em ăn đặc sản Phú Xuyên. Hàng này ship từ Phú Xuyên lên các bạn ạ. Con phá hại mùa màng ấy. Con này là con tí các bạn ơi. Canh tí, bính tí, nhâm tí. Đứng đầu giáp khôn. Con này là con tí các bạn ạ. Nay bọn em đặt hàng tận Phú Xuyên ship lên đấy. Con này là con tí các bạn nhá. Canh tí, bính tí, nhâm tí. Gì tí nữa nhỉ? Tí. Giáp tí. Giáp tí đúng rồi. Con này là con be be. Đây là cất dê các bạn ạ. Cất nhá, không phải là nói vậy đâu. Cất, nước cất đấy, cất dê. Món này bọn em ăn thường xuyên rồi. Mời cả nhà yêu. Con này là con tí cả nhà. Con tí chiên giòn. Con tí này là chấm với cái này này. Chấm chéo. Đặc sản tuổi tí ăn con tí các bạn ơi. Ai tuổi tí giơ tay nào. Mình ship cho một con. Đặc sản ngon không các bạn? Đặc sản Phú Xuyên nha. Con này phá hại mùa màng đấy các bạn. Nhưng mà ăn qua 2/3 mới phần 3 trên đâu mất rồi. Đặc sản tuổi tí nha các bạn nhá. Đây. Ừ đúng rồi. Thân của nó đây. Con này là con phá hại mùa màng đấy. Bẫy đánh chết, đập chết ăn thịt các bạn ạ. Mời các bạn yêu nhá. Rồi, video giới thiệu đặc sản Phú Xuyên của em và những món thông dụng cất dê của Sơn La. Mời các bạn ăn trưa với gia đình nhá. Video đến đây là tạm dừng. Em không ăn, mọi người ăn hết phần cả nhà. Nên là phải dừng video để ăn. Cảm ơn các bạn yêu nhá. Hẹn gặp lại video tiếp theo. Thank you cả nhà yêu.